liên quan đến thống đốc của tiểu bang New York. Ông đã có bị liên quan đến những cái vấn đề mà tình dục trong những ngày vừa qua, và ngày hôm nay ông tuyên bố rằng là ông sẽ không từ chức sau khi đã có đến 5 người phụ nữ buộc tội ông đã có những cái hành động quấy rối tình dục. Thống đốc của tiểu bang New York, ông Andrew Cuomo, một lần nữa cho biết rằng ông ta không từ chức sau khi lại thêm có một người phụ nữ cáo buộc ông quấy rối tình dục. Và hiện nay thì ông đang nằm trong một số những cuộc điều tra về những cái cáo buộc khác. Ông Andrew Cuomo, ông nói rằng ông được người dân bầu lên cho nên ông sẽ không từ chức chỉ vì những cái lời cáo buộc này. Và ông nói trong một cuộc họp với những người phóng viên ở bên New York rằng là trong đời ông làm việc chưa bao giờ ông từ chức bất cứ cái việc gì. Tuy nhiên ông không nói đến những cái lỗi lầm mà ông đã mắc phải trong thời gian ông làm là một người chính trị gia, một người lãnh đạo trong một cái tiểu bang như vậy. Ngoài ra thì như bản tin nói rằng 5 người phụ nữ đã cáo buộc ông Cuomo, một người đảng viên của Đảng Dân Chủ, về những cái hành vi sách nhiễu tình dục. Một trong số những người này là bà Karen Hinton, một trong những người phụ tá báo chí cũ của chính ông thống đốc Andrew Cuomo. Bà cáo buộc ông Cuomo đã gọi cô đến khách sạn và có những cái hành động không có phù hợp. Ngoài ra thì một người tố cáo thứ tư của tố cáo ông Andrew Cuomo, một người thứ tư có tên là Anna Liss, bà nói chuyện với tờ báo The Wall Street Journal vào ngày hôm qua thứ Bảy rằng thống đốc Andrew Cuomo cũng có những cái hành động tương tự đối với bà như là ông đã hành động đối với những người phụ nữ khác. Vào tuần trước thì ông Andrew Cuomo, ông ta cũng có lên tiếng xin lỗi vì đã khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu, và nói rằng ông ta không bao giờ có những cái hành động như là chạm vào thân thể những người phụ nữ này. Ông nói rằng những cái lời vu cáo này là không có đúng với sự thật. Và theo lời ông Rich Azzopardi, là một người cố vấn cấp cao của ông Andrew Cuomo, ông cũng đã bác bỏ tất cả những cái vu cáo của những người phụ nữ này. Tuy nhiên thì dân biểu Hạ viện, ông Devin Nunes, một người của Đảng Cộng Hòa bên tiểu bang California, ông nằm trong cái ủy ban tình báo Hạ viện, thì ông nói rằng ông Andrew Cuomo đáng để mà bị điều tra và phải trả những cái tội lỗi ông đã làm. Và đây một phần cũng là một cái mục tiêu với Đảng Dân Chủ và giới truyền thông. Bây giờ họ cũng đã có những cái hành động quay ngược lại đối với ông Andrew Cuomo, tại vì những cái vấn đề mà scandal ông liên quan đến. Ngoài ra, cái hành động mà ông đã giải quyết nạn đại dịch virus corona ở tại tiểu bang New York đã làm cho một số lượng lớn, hàng chục ngàn người cao niên đã bị mất mạng. Cho nên đó là cái lý do mà chính những người bên Đảng Dân Chủ và truyền thông bây giờ họ cũng tạm xa lánh với ông Andrew Cuomo, thưa quý vị. Không biết là anh Vĩnh Lộc nghĩ sao về cái vụ việc này, nhưng mà Trúc Linh thấy là nó có vẻ như một cái sự sắp đặt và một cái sự tính toán nào đó, bởi vì tất cả những cái vụ mà cho là quấy rối tình dục này nó đã xảy ra cách đây mấy năm về trước rồi. Tại sao lúc đó những người đó họ không lên tiếng mà họ đợi đến cái thời điểm này họ lại lên tiếng, cùng với cái thời điểm mà ông bị điều tra các cái vụ liên quan đến nhà dưỡng lão? Có phải là một cái sự tính toán nào đó nhằm với một cái mục đích nào đó chăng? Cũng có thể có, kính thưa quý vị, tại vì khi xưa thì lúc mà chưa có nhiều những cái vấn đề mà tai tiếng liên quan đến ông Andrew Cuomo thì ông là một người rất là quyền lực. Ông có thể ông bịt miệng tất cả những người nào, và phần đông những người phụ nữ này họ rất là sợ ông. Và cho đến bây giờ thì có lẽ ông Andrew Cuomo đã mắc phải những cái tai tiếng nhiều, cho nên họ mới có can đảm họ tiếp tục họ ra để họ tố cáo ông Andrew Cuomo. Và cũng cảm ơn cái người phụ nữ nào đầu tiên đã có cái can đảm đứng lên để mà gióng lên cái tiếng nói chống lại ông như vậy, thì đây là cái sự việc mà làm mọi người có thêm nghị lực để mà làm. Yeah, và cũng hy vọng đây là một cái bài học cho tất cả những cái chính trị gia khác, phải không ạ? Đúng vậy, thưa quý vị. Quý vị thử nghĩ, nếu mà cựu Tổng thống Donald Trump, ông mà có dính líu tới một vụ, nửa vụ mà thôi, thì có lẽ bây giờ ông không ngồi yên một chỗ, có thể ông bị kết tội và ngồi tù không chừng.